Sau ly dị Hồng Đào, nghệ sĩ Quang Minh dành nhiều thời gian hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam. Gần đây, anh gây chú ý khi góp mặt trong phim điện ảnh Làm Giàu Với Ma, hiện có doanh thu hơn 100 tỷ đồng, đóng cùng Hoài Linh, Lê Giang, Tuấn Trần. Theo Quang Minh, đây là lần đầu tiên anh vào vai phản diện xã hội. Tuy nhiên, vai diễn của anh bị cắt khá nhiều phân đoạn hành động so với dự kiến ban đầu. Tuy có chút chạnh lòng, nhưng anh cảm thấy được an ủi bởi cách cư xử khéo léo của đạo diễn Trung Lùn. Nghệ sĩ sinh năm 1959 chia sẻ, trước đó tôi có đóng Cái Giá Của Hạnh Phúc, tôi rất buồn vì vai của mình bị cắt khá nhiều. Xem xong phim, tôi thất vọng rồi ra về luôn. Lần này tôi góp mặt vào phim Làm Giàu Với Ma, tuy là vai phụ nhưng tôi thấy nhân vật có nhiều điểm nhấn, tạo ấn tượng với khán giả. Góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh nhưng Quang Minh chủ yếu đảm nhận vai phụ, ít phân đoạn. Về việc này, nam nghệ sĩ cho rằng làm nghệ thuật cần có sự may mắn. Ở tuổi 64, nghệ sĩ Quang Minh cho hay anh đóng phim không vì cơm áo gạo tiền, không đặt nặng chuyện thu nhập mà vì đam mê. Nghệ sĩ nói bản thân đã qua giai đoạn bươn trải, mưu sinh. 5 năm sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với Hồng Đào, Quang Minh chọn cuộc sống độc thân. Anh tiết lộ vẫn giữ mối quan hệ tốt với vợ cũ, cũng như theo dõi các hoạt động của đối phương. Quang Minh dành nhiều lời khen cho diễn xuất của Hồng Đào trong phim Mai do Trấn Thành làm đạo diễn. Trong mắt anh, vợ cũ là người chuyên nghiệp, nghiêm túc khi làm việc. Quang Minh tiết lộ hai con gái của anh sống tự lập, cả trong hành động lẫn suy nghĩ, bố mẹ đường ai nấy đi nhưng các con không xen vào chuyện của người lớn. Anh và hai con vẫn giữ liên lạc nhưng ít khi gặp nhau vì khoảng cách địa lý. Ở tuổi 64, Quang Minh chăm chút sắc vóc, da dẻ khá kỹ lưỡng, buổi tối anh thực hiện đủ các bước chăm sóc da, từ tẩy trang, rửa mặt, dùng serum, dưỡng da. Nghệ sĩ Hải Quang Minh cho biết tính anh điệu đà, ưa trưng diện, làm đẹp nhưng thích phụ nữ, là trai thẳng 100%, không phải gay như nhiều người nghĩ. Nghệ sĩ kể anh hay được mời đóng vai đàn ông trăng hoa hoặc nhân vật ẻo lả thuộc thế giới thứ ba trên màn ảnh. Ngoài đời, Quang Minh cũng thường mặc đẹp, luôn chăm chút dung nhan kỹ lưỡng khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi về giới tính của anh. Mỗi lần giao lưu với người hâm mộ thì 10 khán giả đến 9 người hỏi tôi, anh Quang Minh phải gay không? Tôi khẳng định mình là trai thẳng 100%. Tính tôi điệu, thích ăn diện, mặc áo hoa, chăm thoa kem dưỡng da, đánh phấn, chống nắng hàng ngày, tuần nào cũng đi spa. Tôi làm những việc đàn ông con trai ít ai làm. Tôi giữ gìn ngoại hình cũng vì muốn theo nghệ thuật lâu dài. Mỗi lần soi gương thấy mặt mình già nua, héo hon tôi sẽ buồn cả ngày. Cái nghề này một khi tàn tạ, xấu xí sẽ không ai mời diễn nữa. Tôi vẫn còn đam mê, yêu nghề lắm, Quang Minh cho biết. Mới đây, trên một trang cá nhân đăng tải hình ảnh nghệ sĩ Quang Minh xuất hiện bên cạnh một người phụ nữ vừa sinh con tại bệnh viện, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong hình ảnh được chia sẻ, diễn viên Quang Minh nở nụ cười rạng rỡ khi đón thành viên mới chào đời. Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Nhiều người gửi lời chúc mừng cho cặp đôi đã có tin vui vào năm nay. Nhiều thông tin cho rằng Quang Minh đã có tổ ấm mới sau đổ vỡ hôn nhân với nghệ sĩ Hồng Đào. Sau đó, diễn viên Quang Minh đã xác nhận thông tin này. Tôi rất trân trọng niềm vui này. Hiện giờ, tôi chỉ cần được bình yên bên con trai của mình. Đến lúc tôi cần phải sống cho mình rồi, Quang Minh bày tỏ. Anh nói thêm, tôi là người sống kín về đời tư. Tôi chỉ muốn khán giả biết đến tôi về công việc của tôi. Còn chuyện riêng tư, tôi không muốn chia sẻ nhiều.